Rồi, mời hai anh chị chúng ta tháo mặt nạ ra. Bây giờ hai bạn sẽ phải giới thiệu thật to lên để cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình nha. Bây giờ anh giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Lương Văn Điệp. Lương Văn. Văn. Dạ. Điểm. Điệp. Điểm. Điệp. Điệp. Dạ. Lương Văn Điệp. Trời ơi, nói lớn lên ngồi kế bên mà tôi còn không nghe được, sao bên kia nghe. Lương Văn Điệp. Vâng. Điệp ơi, mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Anh nói lớn lên xíu, rồi tiếp tục. Hiện tại đang làm công việc ở bên Hồ Đồng Nai luôn. Em làm về lĩnh vực cơ khí, cơ chế khí. Tạo cơ khí CNC. Mình làm cụ thể là làm cái gì? Làm bên lập trình CNC. À, lập trình. Rồi, mình sinh năm bao nhiêu anh? Dạ, 83. Sinh 83, 36 tuổi. Dạ. Tên Điệp. Dạ. Ở Biên Hòa. Biên Hòa. Làm lập trình CNC. CNC. Quê mình ở đâu? Quê ở Nam Định chị. Quê Nam Định, vào Biên Hòa ở lâu chưa? Vô năm 97. Rồi hiện tại đang sống với ai ở Biên Hòa? Sống với ba mẹ. Sống với ba mẹ. Rồi, tới mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào tất cả các khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Phượng. Em hiện đang ở Đồng Nai á chị. Đồng, ở đâu? Ở Đồng Nai, Hiền Đức. Hiền Đức. Dạ. Dạ, hiện tại em đang làm chuyên viên tư vấn bất động sản, làm ở gần nhà luôn. Mình năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 88. 88, rồi dạ. 31 ha. Dạ. Tuổi tác là cũng hợp lý. Biên Hòa thì cũng thuộc Đồng Nai. Dạ. Bên đây cũng Đồng Nai, cũng tiện rồi đó. Thấy là ghép hồ sơ vậy cũng ổn rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của Điệp là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, nhiệt tình với bạn bè, biết làm việc nhà. Hòa đồng, biết làm việc nhà. Dạ. Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm là sợ độ cao với lại hay thức khuya dậy trễ, 11 giờ hoặc 11 rưỡi. 11 giờ, 11 rưỡi. Sáng mấy giờ dậy? 7 giờ. Vậy 11 giờ, 7 giờ là cũng hợp lý, giờ đó giờ đẹp rồi. Thường người ta ngủ 10 giờ. Ai ngủ 10 giờ? Gà hay sao mà ngủ 10 giờ? Rồi còn mình thì sao ạ? À? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thích nấu nướng, tò mò những món ăn ngon, lắng nghe người ta chia sẻ. Mà lâu lâu mới hiểu. Mà lâu lâu mới hiểu. Luôn lắng nghe mà không có hiểu. Dạ đúng rồi, điểm người ta mình khó hiểu lắm chị. Chỉ mình đôi lúc mình còn chưa hiểu được. Dạ đúng rồi. Còn điểm yếu hả? Em không thích bộc lộ bản thân nhiều. Gặp người lạ thì ngại nói chuyện, ngại tiếp xúc nhiều. Vậy mình sẽ ít mối quan hệ. Dạ đúng rồi. Mình cũng khó. Chính vì vậy mình phải cần tới chương trình đó. Dạ. Mình phải dạn dĩ lên chút xíu. Mình cũng phải mở lòng mình ra, người ta mới tiếp cận mình được chứ. Tình trường của em hiện tại là như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được một mối tình. Bao lâu rồi em? Dạ chắc cũng khoảng 5 năm rồi. Bạn đó cũng là mối tình đầu của em luôn. Quen được bao lâu? Quen 2 năm thôi. Và hồi đó là thích bạn đó từ hồi năm cấp 3. Đến khi đi làm rồi mới bắt đầu hẹn hò. Cũng tính tiến tới hôn nhân rồi. Nhưng mà sau do gia đình bạn đó không muốn mình, không muốn con gái bên đạo á chị. À, em là có đạo. Dạ đúng rồi. Ủa, anh là đạo gì? Thiên Chúa. À, vậy là hai gia đình có đạo luôn là hợp rồi đó. Không thuyết phục được hả em? Tại vì bạn đó là con trai một. Cho nên thôi, đường ai nấy đi. Rồi còn mình, tình trường sao nè, Điệp? Em có hai mối tình. Đầu tiên 25 tuổi. Tình thứ hai 30. Hai tuổi bọn em nó không hợp. Hợp tuổi nên hay xung khắc. Nên hay cãi nhau. Đạo Công giáo có đi coi tuổi nữa hả? Dạ, yeah. Bên đạo Công giáo thì không. Nhưng mà em quan sát thấy nhiều bạn bè với anh em, nhiều cái tuổi nó xung khắc mà thấy hay cãi nhau cho nên là... Bên em là tiến tới hôn nhân có đi coi tuổi gì không? Dạ không chị. Lúc đó là cô đó tuổi gì? 92 là tuổi thân. Tuổi thân, ừ. Mình là tuổi gì? Hợp. Em tuổi gì? Em tuổi con rồng. Rồng là thìn. Dạ. Vậy là hợp rồi. Bạn gái cũ có cái chỗ nào không hợp với mình à? Cô quá mạnh mẽ, không nhìn nhượng. Không có nhường nhịn mình. Vâng. Không nghe lời mình. Không phải không nghe lời mà hôm đó nó có gặp cái chuyện nữa là có một cô bạn nhắn tin cho em, bạn đồng nghiệp. Cô phát hiện ra tin nhắn, chuông kêu rồi cô đọc thì cô ghen rồi hai bên cãi nhau. Rồi chia tay. Nhưng mà mình có cái gì với cô kia không mà để người ta ghen? Người ta hay mời đi uống cà phê. Lúc đó nhắn tin là lúc đó mấy giờ? 9:30. Tối. Ban đêm mà đồng nghiệp 9:30 tối mà nhắn tin rủ đi uống cà phê, bạn gái không ghen mới lạ, đúng không em? Chắc là mình cũng có cái gì đây. 9:30 sáng uống cà phê, 9:30 tối uống cà phê cái gì? Lúc bây giờ không có hiểu nên không nói rõ, nên ngồi dứt khoát nói rõ để cho người ta biết. Coi là bạn gái chia tay luôn. Mà bạn gái là rất mạnh mẽ. Dạ. Ngoài ra bạn gái có khuyết điểm gì không? Lúc đầu là người ta hay uống, thấy uống bia nhiều nên em không thích. Cổ hả? Cổ uống bia hả? Vâng. Uống nhiều lắm hả?
Mấy chai hả? Mấy chai, phụ nữ uống mấy chai cũng bình thường. Một hai chai thì không sao, chứ 6-7 chai là nhiều. Thí dụ cô xỉn vô cô làm gì? Xỉn vô thì nói lung tung. Nói lung tung gì nữa không? Ói ra. Ói hả? Vậy là không được rồi, uống hơi lố tai rồi. Buồn không? Rồi sau khi chia tay có buồn không? Cũng buồn. Về nhà rớt vài giọt nước mắt. Khóc luôn hả? Vâng. Thế mình có uống bia được không? Chắc uống được ít thôi chị. Mấy chai? Em uống chắc 5 chai. Có khi nào say ói chưa? Chưa bao giờ. Bên đây 6 chai là ói chia tay rồi đó, em 5 chai hả? Em 5 chai mà không đến nỗi say ói đâu. Vậy là tủ lượng em dữ à. Dữ hơn cô kia nữa à. Cũng tạm tạm ạ. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng mình muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em muốn một người biết chăm lo gia đình. Một chút truyền thống, một chút hiện đại. Mẫu về ngoại hình? Ngoại hình thì dễ nhìn một xíu. Cụ thể đi. Cao, thấp, mập, ốm, tóc dài, tóc ngắn, trắng, đen, hiện đại, cổ điển. Cao một xíu, 1m57 trở lên chẳng hạn. Em cho chị mượn cái hình của em coi. Ảnh ở trọng á, em ráng kiếm ảnh nha. Đó, kiếm đi. Có dạ. Cô gái ấy ở trọng á. Còn mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào, nói cho Tường nghe coi nè. Dạ, về ngoại hình thì chắc phải cao 1m7. Cao 1m7. Dạ. Anh cao 1m7 không? Dạ, em cao 1m7. 1m7 á. Sạch sẽ, gọn gàng, không có để râu, không bụng bia. Không bụng bia? Dạ. Tính tình thì có thể cởi mở, rồi chịu lắng nghe, không quá độc đoán gia trưởng. Không có râu mà hơi nhiều lông. Tai lông không à? Lông không hả? Chân này không thấy ai có lông ta. Lông ta sao em thấy được trời ơi. Lông tay mà chị. Ừ, nhưng mà cái hình chụp xa sao thấy được lông tay. Hay lông tay ai cũng có mà. Quan trọng là nhiều hay ít thôi. Nhiều. Nhiều quá hay mình cạo. Vẫn đi quát luôn em. Dạ. Ha. Rồi, chọn ra được cổ chưa? Đây. Đâu? Tại sao chọn cô đó? Thấy cô ấy dễ thương. Cô ấy dễ thương. Rồi giữ cổ đi chút nữa gã cổ cho. Kiếm được ảnh không? Em nghĩ chắc anh áo xanh. Anh nào? Anh áo xanh. Xanh nào? Anh này ạ. Lý do sao chọn anh đó? Nghe cái giọng. Nghe cái giọng mà biết anh áo xanh. Em đoán vậy thôi chứ cũng không biết. Trời ơi, hai người này siêu thần thánh rồi. Bây giờ mình cứ cầm tấm hình lên đi ha. Cửa trái tim mở ra rồi mình so coi có đúng với cái gương mặt ngồi đối diện mình hay không nha. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Xem đi, chúc mừng các bạn. Vậy em đoán gần đúng rồi đó. Em tính chọn anh áo xanh này nè. Tôi nghe áo xanh, tôi tưởng xanh đó rồi. Xanh kia, trật lất ở đó ba bốn anh nào cũng áo xanh hết trơn á. Dạ. Còn bên đây, vậy là cũng thích hiện đại đúng không? Dạ, hai người đều sai hết trơn rồi, giờ sao đây? Sai rồi, phạt đi anh. Hút hết đó được không? Bây giờ tặng quà trước đi nè. Em tặng em. Rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Hoa đẹp quá à. Có hoa hồng tuyệt vời. Em cũng có món quà gặp mặt đầu tiên, cái này là em tự làm. Wow. Dạ, em hy vọng một ngày nào đó con thứ này sẽ có về nhà với em nói chung một đôi. mở ra chị xem coi, chị tò mò quá. Ngồi xuống đây cưng. Dạ. Có nghĩa là em làm hai con. Dạ. Tặng ảnh một con. Dạ. Lấy ra coi con gì anh, trời nãy giờ tôi chưa thấy con thú gì luôn, ta tự làm đó. Ồ, con gì đây? Con thỏ hả em? Thỏ. Dạ, con thỏ, trời ơi, chết rồi. Em làm thỏ không ai nhận ra gì ạ. Thỏ nhận ra con thỏ không? Dạ, con thỏ nhận. Cảm ơn. Bây giờ sao, muốn hình phạt gì đây? Muốn hát hay muốn hít đất? Hát chị. Rồi, hát đi. Hát lớn nha, hát nhỏ tôi bắt hít đất á. Anh đứng nơi đây chờ em tan trường về. Cầm trên tay đó hoa thật xinh để trao tặng em. Ngồi nơi đây anh mộng mơ, ngồi nơi đây mãi mong chờ. Chờ gặp em mặc cho trời mưa hay trời nắng. Cô bé kia ơi, này em tên là gì? Chạy theo em mệt ghê mà sao chẳng nói ra một câu. Chàng đẹp trai là anh đây, chàng đẹp trai mãi chung tình. Tại vì sao hay là em không tin anh nói? Anh đẹp trai nhưng mà anh chung tình. Đằng sau anh có bao nào mà tình anh vẫn không màng. Tại vì sao? Tại vì anh yêu em đó. Trời ơi, tới viên là mình đi. Em hát điệp khúc được không? Tại chỉ nhớ em hơi kém. Chị hát được okay, một đêm. Ok, mời em. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây. Dù biến trong lòng, còn yêu còn thương lắm đây. Nếu anh đi, hãy cho em được nói yêu anh một lời. Dù tên ta vỡ đôi. Không nhớ rất là hay, mà hát sao mà sao vậy rung ạ.
rung đó hả? Dạ. Tôi tưởng đâu vừa hát vừa khóc chứ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ có những cái thời gian để mà mình tâm sự với nhau, tìm hiểu cho kỹ. Thì Tường ra ngoài mời hai bạn cùng thưởng thức bữa ăn trưa tại nhà hàng. Bây giờ các Tường mời hai bạn thưởng thức cái món là gà nướng lá chanh tại nhà hàng Mận Đỏ nha. Món gà nướng lá chanh không thể nào cưỡng lại được mùi thơm của chanh hòa quyện vô mùi thơm của gà nướng ăn kèm với xôi nếp Việt Nam. Wow, đây là một món trong những cái món của nhà hàng Mận Đỏ. Không khách nào mà bỏ qua món này được khi mà bước vô nhà hàng Mận Đỏ nha quý vị nha. Tuyệt vời. Vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau. Ít phút rồi chị Tường quay lại nha. Em mời anh nha. Rồi, cảm ơn em. Hồi nãy anh nói anh tên gì nhỉ? Anh tên Điệp em. Anh làm ở đâu? Anh làm ở Biên Hòa, Biên Hòa 2. Anh làm cái gì? Anh làm về bên ngành cơ khí. Em đấy, em là nhà dưới gần Phước Tân đúng không? Long Phước. Long Phước, Long Phước là gần Tam Phước. Đúng rồi. Anh xuống đó bao giờ chưa? Có xuống đó. Thời gian làm hành chánh là từ mấy giờ đến mấy giờ? Em làm từ 8 giờ cho tới 6 giờ. Cái làm vậy thì chủ nhật thì mình rảnh thì mình làm gì? Rảnh thì em thường ở nhà thôi. Anh rảnh thì anh làm gì? Đấy, đi cà phê hay là... Cà phê hả? Đi cà phê một mình hay với bạn? Đi với bạn chứ. Ngon lắm á, anh ăn thử đi. Rồi, cảm ơn em. Quan điểm của tình yêu của em là như thế nào? Như thế nào để những yếu tố gì để nó tạo nên một tình yêu bền vững, hạnh phúc? Sự quan tâm và chăm sóc. Phụ nữ thì rất là gọi là không thích nói. Ý là giống như mình thích gì cũng không muốn nói đâu. Tại thích đàn ông tự mình nhìn và tự mình quan sát và tự mình tìm hiểu. Nó có sự nhìn nhượng, có sự chia sẻ và thông cảm. Nếu mà nhường nhịn và thông cảm là giống như vợ chồng á, tức là giống như ở với nhau thì phải sẽ có sự nhường nhịn. Còn giống như em thấy giống như những cặp yêu nhau thì đa số là con trai sẽ nhường con gái nhiều hơn. Thì tất nhiên là con trai thì người ta nhường con gái rồi. Khi mà về chung một nhà thì phải có sự thông cảm, chia sẻ và hiểu nhau, giống như là chịu đựng nhau vậy đó. Anh có hay đi chơi hay đi ăn uống hay đi xa gì không? Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè, đi đá banh hay là đi đi đâu đó xa xa. Anh thấy món này sao? Thịt gà đúng không? Ngon. Thường thì giống như anh không đi chơi với bạn thì anh sẽ ở nhà hay đi đâu? Lúc nào mà người đi thì ở nhà xem tivi. Anh này anh xạo dễ sợ. Tôi ngồi ở ngoài tôi quan sát anh không có ăn. Cô này hỏi món này sao anh nói ngon. Ngon rồi lúc đó mới ăn. Dạ. Chắc ngon bằng mắt thôi ha. Có ăn chứ. Có ăn. Rụt rè quá, thanh niên rụt rè quá, sao lấy vợ được trời. Phải mạnh dạn lên, người ta phụ nữ người ta gợi toàn hết. Nãy giờ nghe ngoài nghe cổ hỏi anh không à. Điệp chưa hỏi được một câu luôn, bây giờ Điệp hỏi một câu coi nè. Thời gian nào thì em rảnh? Nếu mà rảnh thì xong công việc thì sáng chủ nhật. Từ sáng đến 10 giờ tối không? Em sợ anh 10 giờ tối anh về là khuya quá. Khuya cũng được. Xa mà. Đi chơi nói chung con trai thì không sợ. Nhưng mà em sợ giống như mai anh còn đi làm nữa. Thì biết sao 11 giờ hơn ngủ được rồi. 11 giờ hơn ngủ và 10 giờ mới về hả? Họ không tính thời gian chạy xe về hả? Chạy khoảng 15, 20 phút. Ở đâu mà chạy 15, 20 phút? Ở gần Tam Phước đến ngã tư Tam Hiệp, Biên Hòa. Chắc khoảng 9 cây. Ô gần vậy hả? Dạ, anh ở trong này lâu chưa? Năm 97. 97 đến giờ hả? Là anh hiện tại là sống với gia đình? Đúng rồi, sống với bà. Nếu bây giờ tiến tới hôn nhân nè, ví dụ quen thời gian mà ok kết hôn thì mình sẽ sống ở đâu? Có làm dâu hay không? Hay là mình sẽ ra ngoài ở riêng? Hay là kế hoạch của mình trong tương lai là như thế nào? Trước mắt là làm dâu xong hồi xây nhà rồi ở riêng. Xây nhà ở đâu? Bà mẹ cho đất để xây. Cho đất. Chưa? Cho rồi. Cho đất rồi, đất ở đâu? Đất thì ba mẹ ở phường Long Bình. Có nghĩa là lấy vợ là sẽ ra xây nhà ra ở riêng. Dạ. Thế em có ngại làm dâu không? Không ạ, nói chung là tính em nó hơi hiền nên em ai muốn nói gì nói mình cứ làm thôi. Chị thấy trước mắt hai đứa hợp nhau ở cái chỗ là mình cùng đạo. Dạ. Cho nên nó cũng dễ nói chuyện với nhau và gia đình cũng dễ tiếp cận với nhau hơn. Khoảng cách địa lý thì giờ nghe cũng gần thì cũng ổn rồi. Và ăn thua cái chính là hai bạn có tiếp cận với nhau được hay không. Anh này thì có vẻ hơi rụt rè một chút xíu. Nếu mà quen với ảnh là em cũng phải hơi chịu chủ động mọi thứ. Mà em thì nãy em đã nói là em lại không thích chủ động. Nhưng mà đôi lúc đâu biết đâu mình thay đổi khẩu vị đi cưng. Mà chị là phải bình em, Điệp em phải mạnh mẽ lên, tự tin lên. Phụ nữ đương nhiên người ta chủ động được hết á. Nhưng mà người ta đôi lúc người ta phụ nữ mà, người ta muốn được quan tâm, được hỏi han, được chăm sóc người kia. Chứ mình mà thụ động quá thì cũng hơi khó. Tự tin lên nha. Bây giờ để cho hai bạn có thể là thoải mái hơn một chút xíu thì Tường cho hai bạn bóc một cái lá thăm của chương trình ha. Đọc lớn yêu cầu trong đó ra, mình thực hiện cho vui nè. Em thích chàng trai nam tính,
Anh hãy chứng minh độ nam tính của mình bằng một vài động tác. Đó, bóc trúng này luôn, chắc thấy anh này ẩu lạ quá đó. Giờ mình làm sao để thể hiện sự nam tính của mình nè? Lông lá thấy nhiều rồi đó mà chưa thấy men chút nào hết trơn á. Gồng tay. Gồng tay hả? Rồi đâu gồng coi có gì không? Gồng, đó gồng nha. Trời, tay trắng dữ vậy chắc không có chơi thể thao rồi. Hết cỡ rồi đó hả? Dám thua con chuột tôi lắm à. Này hơi lười chơi thể thao, ngày trước em có chơi nhưng mà dạo này lười chơi. Ủa em vậy có thể hiện được nam tính chưa? Chưa, em gồng cũng được mà. Ừ. Làm gì nữa? Này chắc về phải đi tập tạ. Ở bây giờ này thể hiện cho người ta coi mình nam tính nè. Nắm tay người ta cái. Nắm tay là thể hiện nam tính hả? Nắm tay là thể hiện nam tính hả? Rồi qua thể hiện nam tính thử coi có nam tính không. Sao mà tôi thấy nam tính đó nha. Cho anh nắm tay em tí. Dạ. Rồi cảm ơn em. Ủa vậy là nam tính đó hả? Em thấy sao? Vậy thì đâu có gì đâu là nam tính đâu chị. Bây giờ trước tiên em phải làm sao nam tính để cuốn hút được cổ. Cổ mới hẹn hò với em, mới yêu đương, mới đến cái đoạn cuối chứ. Em thơm tay một cái. Thơm tay là thể hiện nam tính thôi. Em lời quá. Nhưng mà lời gì luôn đấy chị. Vậy giờ ý em muốn anh làm gì để thể hiện nam tính nè? Chống đẩy 10 cái được không? Chống đẩy 10 cái được không? Chống đẩy hả chị? Hít đất á. Hít đất. À. Em thì em ít. Ít thì tiết thử coi được mấy cái. Nhưng anh dạ. Cứ làm được mấy cái. Đếm đi em gái đếm đi cưng. 1 2. Không được thì dừng lại, đừng ụp mặt xuống đất nha. 4 5 6 7. Rất chậm chạp. 8. 8 cái hết sức chứ không được 10. Thôi vậy cũng được rồi. Thôi 8 cũng được 10. Rồi, 8 trên 10. Rồi, xác suất sức khỏe. Trời ơi, cái gì đó dữ vậy. Ổn không em, nhịp tim ổn định không? Chắc là huyết áp ổn định. Huyết áp ổn định ha. Tới phiên mình nè, giờ mình sẽ bóc một lá. Đọc lớn lên coi. Em hãy quan sát anh thật kỹ, điểm nào ở anh em thấy ấn tượng và thích thú nhất. Quan sát ảnh thật kỹ, điểm nào ở anh này làm em cảm thấy ấn tượng và thích thú nhất. Nói thật lòng nha, đây cho đã nãy giờ ta cũng hít đất thiệt tình rồi đó. Chắc cái mũi đi. Cái mũi hả? Dạ. Cái mũi anh sao mà ấn tượng mà thích thú nhất? Thích gì nữa cái mũi ổng? Mũi gọn. Đẹp. Đẹp. Dạ. Trời ơi, tôi nhìn đây nãy giờ tôi chưa thấy cái chỗ nào tại đẹp. Tại vì bị nhỏ xíu nhưng mà nếu mà cà lén hết vẫn rất đẹp. Nghĩa là cái form mũi đẹp. Dạ đúng rồi. Vậy mà cũng nhìn ra được nét đẹp tiềm ẩn của ảnh. Thôi được rồi, người phụ nữ ấy nói đẹp là đẹp. Thôi bây giờ vậy, hai bạn nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Điệp hãy nói thật lòng mình. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra cho đến bây giờ thì cảm xúc trong người bạn như thế nào? Cảm xúc anh thấy vui. Thấy em rất là hào hứng và vui vẻ, dễ thương, hoạt bát. Thế còn em, hôm nay em cảm nhận như thế nào? Dạ, hôm nay thì cảm nhận rất là vui. Vậy thôi, chưa biết gì hết. Đơn giản, phụ nữ đơn giản mà vui là được ạ. Nhiều ý nghĩa lắm. Thôi được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bấm nút là mình trở thành một cặp đôi tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nếu như mình không có một cái sự rung động nào từ trái tim thì mình không cần bấm. Suy nghĩ thật kỹ, kiểm tra lại cảm xúc của mình từ nãy đến giờ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, ta đưa ra quyết định. Bây giờ nhắm mắt lại hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, tôi tưởng đâu là sẽ có người không bấm mà ai dè hai người cùng bấm. Mời hai bạn qua đứng bên đây. Thậm chí hai bạn cùng bấm mà hai bạn bấm rất nhanh quý vị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hẹn hò rồi chúng ta nắm tay nhau. Mời hai bạn tặng nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày tham gia chương trình. Hôn em một cái. Đây từ cơ bản về bản thân của mình nhé. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, công việc hiện tại. Dạ vâng. Rồi, xin mời anh. Em tên là Nguyễn Hoàng Phương, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1992. Quê quán ở Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang làm lái xe. Anh đang ở Thanh Hóa luôn? Dạ. Em bây giờ hiện tại đang ở Hà Nội ạ. À. Đang làm việc ở Hà Nội. Hiện đang ở Hà Nội. Anh Phương là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1992 ạ. À, 1992. Dạ. Rồi, anh là một chàng trai như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu là sao? Điểm mạnh của em thì là một con người tình cảm á. Rồi. Biết làm người khác vui, với lại biết nhiều cung đường và nhiều nơi ở trên đất nước Việt Nam. Anh có dịp anh đi nhiều không?
Vâng, em lái xe nên là đi, với lại cũng sở thích là đi du lịch nên là cũng đi nhiều nơi lắm. À. Rồi. Anh lái xe hiện tại đang lái xe ở trong công ty hay như nào nhỉ? Hiện tại thì lái xe cho gia đình riêng, lái xe cho sếp ạ. Là lái xe cho sếp đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Thu nhập của mình là bao nhiêu tiền một tháng? Thu nhập là 13 đến 15 triệu ạ. Rồi, đến 15 triệu. Dạ. Rồi. Điểm yếu của anh cho anh cảm nhận. Điểm yếu thì là hơi nhút nhát. Hơi nhút nhát. Dạ. Chương trình B em có một cái lo ngại là chương trình đang ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh ấy. Dạ. Thì không biết là anh có vào Sài Gòn làm một chuyến được không? Ờ, dạ được ạ. Dạ vâng, thì chương trình em tìm được đối tượng phù hợp xong sẽ báo cho mình, xong rồi để mình book vé vào đây làm một chuyến nhá. Vâng ạ, em sắp xếp thời gian để vào được ạ. Vâng, tại vì mình nói chuyện với nhau hết xong xuôi rồi, xong không sắp xếp thời gian vào thì nó cũng uổng. Dạ. Cái này nó phải là mọi người cũng ở xa đến hết tất cả với nhau ấy, có thể là bọn em tìm cái cô gái ở ngoài không nhá. Dạ vâng. Bạn gái cũng bay vào hết xong rồi bom đi này kia, xong rồi không vào được tiếng tội nghiệp người ta. Dạ. Rồi. Trước giờ anh từng kết hôn chưa? Em chưa. Chưa từng kết hôn. Dạ. Rồi, thế em, anh có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình. Hai mối tình, mối tình nào sâu đậm nhất và bao nhiêu năm diễn ra như thế nào, kể cụ thể cho bọn em nhé. Mối tình mà sâu đậm nhất là mối tình mà khi đi làm rồi thì được hơn 5 năm. Hơn 5 năm là hơn 5 năm thì hơn 5 năm thì coi như là mình cũng cần tiến tới hôn nhân đấy đúng không? Chắc chắn là anh chị đã tính như đấy rồi mà tại sao chưa có vấn đề gì? Tại sao lại chia tay á? Tại vì là cũng tự nhiên chia tay. Tại vì là cô gái chuyển sang công việc mới ấy, nên là chuyển chỗ làm. Cô gái chuyển công việc mới à? Chuyển công việc mới hả anh? Chuyển công việc mới sang nước ngoài. À. Sao bạn ấy là khách luôn, định cư luôn, bạn có trở về không? Bạn ấy định cư ở bên nước ngoài luôn. Bạn định cư nước ngoài luôn. Thế là không níu kéo được, không giúp được à? Trong trạng thái đến lúc đấy thì anh như thế nào? Lúc đấy thì là cũng tiếc nuối và cũng buồn. Nhưng mà mình có nói chia sẻ với bạn gái để bạn hiểu là mình cũng tiếc lắm, mình cũng này kia để mà giữ bạn lại không? Có, tại vì là gia đình cũng là một phần đấy. Gia đình bạn ấy là đang ở bên nước ngoài hết rồi. Nên là bạn ấy một phần là cũng vì gia đình nữa. Khó chọn. Bây giờ nếu mà ở Việt Nam thì là cũng kiểu như là không vừa gọi là cái gì nhỉ, không hợp với gia đình lắm ấy. Mà bố mẹ là muốn chuyển sang bên đấy để tiện cho công việc với lại cũng ở gần gia đình hơn. Rồi thì cái đấy cũng rất là khó chọn. Rồi ok, coi như là mình xui đấy. Dạ vâng, bây giờ thôi, bây giờ anh sẵn sàng tìm cho mình một người khác rồi đúng không? Anh độc thân mấy năm rồi? Độc thân một năm rồi ạ. Dạ, thì trong vòng một năm đấy thì... À vậy là mới chia tay bạn đấy một năm trước à? Dạ vâng. Thế một năm đấy anh có đi tìm kiếm gì không? Một năm thì cũng hầu như là không. Bây giờ anh mong muốn chương trình... Dạ vâng, anh nói đi. Tại vì là mình cũng muốn để một thời gian để sẵn sàng cho cái sự lựa chọn mà phù hợp nhất của mình ấy. Bây giờ anh nói về cái mẫu người mà anh muốn tìm kiếm. Mẫu người về ngoại
về tính cách, về địa lý vùng miền nhé. Vâng. Mỗi người mà mình muốn tìm là mình muốn tìm một người mà ở gần quê Thanh Hóa cũng được, hoặc là làm ở Hà Nội thì càng tốt. Để mà tiện gặp nhau mà chia sẻ với lại quan tâm được nhiều hơn đấy. Rồi. Ok. Với lại một điểm nữa là biết chăm lo cho gia đình. Bây giờ bạn thích kiểu ngoại như thế nào? Ngoại hình thì bình thường là được, không có yêu cầu gì về ngoại hình lắm. Không được, tại vì thật ra là có cái gì đặc biệt không? Tại vì nếu mà anh tả như thế bạn cao thì khoảng 1m6, cao khoảng trên 1m55. Rồi. Bây giờ người trên 1m50. Công việc nghề nghiệp thế nào? Công việc nghề nghiệp ổn định. Vậy yêu thú vật, yêu mèo à. Tại vì là mình nuôi mèo nên là mình muốn tìm một cô gái mà cũng có chung sở thích ấy. Yêu mèo rồi. Bạn không thích người phụ nữ như thế này? Không thích một người phụ nữ quá không thích một người phụ nữ vô tâm. Rồi. Quá bận rộn với công việc. Rồi. Với lại sống thiên về vật chất nhiều hơn đấy. Rồi, ok. Rồi, ok, hôm nay thì cũng là cái buổi đầu tiên nói chuyện để bạn làm quen, kiếm những cái thông tin cơ bản. Nếu mà tìm được cái người mà phù hợp ấy, thì chương trình sẽ liên hệ với mình. Vâng. Rồi, ok, nếu mà liên hệ thì mong bạn sắp xếp vào. Anh nói chuyện như thế nào á? Ha, rồi bây giờ anh giới thiệu sơ giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình đi. Anh ở Đồng Nai, anh tên Nguyễn Hoài Điệp. Sinh 1978. Tên gì anh? Nguyễn Hoài Điệp. Nguyễn gì á? Hoài Điệp. À, vẫn nghe không rõ được ta, cái mạng hơi lắc nhỉ. Nguyễn Hoài Điệp. Rồi. Nguyễn Hoài Điệp sinh năm bao nhiêu ạ? 78 em. Dạ rồi. Anh đang hiện sống ở đâu? Anh để cái camera gần mình với. Được không? Cái này được. Rồi, ok, nghe rồi. Bây giờ anh nói lại nha, anh sống ở đâu? Nói xin Lộc, Đồng Nai. Ừ, Đồng Nai rồi, anh đang làm nghề gì á anh? Em. Làm cái gì anh? Làm mỹ nghệ, làm tượng gỗ. À, làm gỗ hả? Ừ. Làm gỗ mà cái đó là xưởng của anh luôn hay là sao ạ? Hình như là mạng lắc quá nhỉ. Bạn nó nghe em rõ hả? Nghe rõ gì? Không, bạn mấy bạn hình xuất. Ok. Yeah. Ừ, rồi, anh giới thiệu sơ cho em về cái điểm yếu tính cách của anh đi. Thì anh làm công việc của anh là mỹ nghệ. Điểm mạnh của anh là nghề gì anh cũng biết hết á. Nhưng mà con bây giờ nó lớn rồi, có gia đình hết rồi, còn mình anh à. Giờ nhờ chương trình tìm cho anh người để... Anh ơi, điểm mạnh tính cách của anh á, điểm mạnh tính cách của anh là một người như thế nào? Hòa đồng, vui vẻ hay là nhút nhát hay là như thế nào? Anh hơi nhát một xíu. Rồi sao nữa nè? Hòa đồng, vui vẻ nhưng mà anh hơi nhát một xíu.
Rồi đứng trước nhiều người anh có bị ngại không? Bữa nay đỡ rồi, bữa nay đi tập đi hát cũng đỡ rồi. Ừ, mình biết hát đó anh. Mình hát hay không nè, hát thử cho em nghe một đoạn đi. Hát nghe một đoạn nào mà về cái anh cảm thấy anh tự tin nhất. Rồi, hai. Biết hát với em đâu có gì tự tin đâu. Ừ, hát đi hát. Không có hát, đã rung rồi, hát rung rồi. Yeah. Là, anh hát cho tụi bọn em nghe một thử một đoạn coi cái giọng của anh ok không? Hát dở lắm, hát hay đi làm ca sĩ rồi em ơi. Hát dở cũng được, ở trên chương trình không hát hay hết trơn. Em còn vẫn biết đi cái đó cái gì, hồi tính sâu với anh hát, anh còn nhát lắm. Rồi, vậy thì anh nói sơ cho em về cái tình trường của mình đi. Nãy anh nói là anh có con đúng không? Rồi, mình đã kết hôn được bao lâu? Ly hôn 7 năm rồi. Ừ. Anh kết hôn, anh ở sống vợ anh được bao lâu rồi? 7 năm rồi. Cái gì ạ? Anh ly hôn 7 năm rồi. Ừ, anh ở với cô ấy khoảng bao lâu? 15 năm. Kết hôn 15 năm. Ly hôn 7 năm. Rồi bây giờ anh có bao nhiêu bé rồi? Hai đứa con, một đứa lớn có gia đình riêng rồi, còn một đứa nó cũng 20 tuổi rồi, nó cũng làm. Bây giờ anh kể cho em nghe câu chuyện về hôn nhân của anh đi, anh quen cô ấy như thế nào, rồi quen nhau ra sao, lý do tại sao hai người lại chia tay? Anh không biết, đi ra ngoài đi làm công ty cái về nói không hợp chia tay, về cái đập phá chén bát không có thích sống nữa, nhưng nói chia tay thì anh kia chia tay con nuôi, chia tay cho em về em làm cái này sao mà sống được. Anh chấp nhận, anh nếu chấp nhận con để con nuôi thì anh ký giấy ly hôn cho em. Cô ấy chịu, anh mới ký giấy ly hôn. Con anh nuôi, năm đó thằng Út còn đang đi học lớp 7, anh lo cho anh học. Nhưng mà lý do tại sao cô ấy lại đòi ly hôn mà đòi đập chén này nọ, cái lý do gốc nào mà khiến cô ấy bỏ đi? Cô ấy có bồ bên ngoài, đêm nào cũng về xài điện thoại đến 1-2 giờ sáng mới chịu tắt. Ngủ sát bên anh mà điện thoại xài suốt đêm vậy, tôi ngủ có sức khỏe mới đi làm. Mà cũng đêm nào cũng như đêm nấy vậy, xong rồi kiếm chuyện. Sau này mới biết là anh có bồ. Vì ly hôn với anh xong 1 tháng sau cô ấy kết hôn lại. Ừ, rồi. Hiện tại bây giờ nói chung là cổ cũng đã kết hôn lại đúng không? Lâu rồi em. Mới ly hôn anh xong là kết hôn lại liền mà. Rồi, hiện tại bây giờ anh đã độc thân được 7 năm đúng không? Có anh, trong suốt thời gian 7 năm đó anh có quen ai khác không? Có quen một người ở gần nhà, nhưng mà được một năm cái anh cũng thấy cũng hợp, anh cũng hai đứa cũng chia tay rồi, không còn nữa. Ừ. Bây giờ đến với chương trình đó, anh mong muốn bạn gái của anh như thế nào nè, anh cho em biết với. Ừ, ngoại hình đi, cô ấy cao mét bao nhiêu được, anh cao mét bao nhiêu? Mét 65 mà. Nhiếp. Mét 65 mà. Ồ, 1m65 rồi. Cô ấy thân hình như thế nào? Ốm, gầy, gò hay là mập hay là như thế nào? Cô ấy chừng mét rưỡi dễ nhìn được rồi, không cần. Ừ, cô ấy ở đâu thì được nè. Ai thành phố cũng được. Ờ, yêu xa được đúng không anh? Được em. Ừ. Rồi, nghề của ấy hiện tại, nếu của ấy thất nghiệp anh lo được không? Được, ở đây công việc của anh rất là nhiều luôn. Ừ. Rồi cô ấy, hôn nhân của ấy là single mom được đúng không?
chung là người ta cũng muốn muốn kiếm một gia đình để nói lại hạnh phúc, anh sẵn sàng chứ đừng có đứng núi này trông núi nọ, là anh khổ một lần nữa anh không 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 có dám chấp nhận để tìm người thật lòng. Ok rồi, anh còn mong muốn gì ở bạn gái nữa không? Anh chỉ cần cô ấy sống với gia đình là được rồi, còn mình có Rồi bạn. ok. Thì đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi, thì nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một bạn làm việc với anh sâu hơn ha. Mình thôi à, mình sẽ giới thiệu về thông tin cá nhân của mình trước ha, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Em là Hoàng Minh Thắng á, em sinh năm 1988. Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An và em đang sống và làm việc tại Hà Nội. Em làm Mình công việc là quản lý xuất nhập khẩu của công ty của Đức. Dạ rồi, vậy thì nếu mà anh Thắng có sắp xếp vào thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình được không anh? Nếu mà là cái cơ hội nó rõ ràng và em hiểu là nó thuận lợi cho em về mặt lịch làm việc hoặc là kế hoạch thì em sẽ. Và khi em đã chấp nhận là tham gia phỏng vấn, có nghĩa là em cũng đã tìm hiểu về cơ bản về về format của chương trình và các điều kiện của chương trình thì em hiểu là sẽ phải vào Sài Gòn, thì có nghĩa là em nghĩ là có thể, bởi vì em không xua được là lịch nào và nói là như nào, nhưng mà em hiểu là có thể. Dạ rồi ok, để em nói sơ và cái quy trình nhanh để mình nắm ha. Nếu mà hôm nay chỉ là cái buổi cách đầu tiên thôi, sau đó là mình sẽ có cái vòng thứ hai, là biên tập sẽ trao đổi kỹ thêm với mình để tìm ra cái người phù hợp nhất. Và khi mà có cái lịch ghi hình thì chương trình sẽ báo sớm, kể cả mình và cô gái bên kia mà chương trình sẽ ghép đôi á, để cả hai cùng sắp xếp tham gia và gặp mặt ở nhau ở trong chương trình ha ha. Dạ rồi, mình sẽ có những cái quy trình phía sau nữa. Nói chung là cũng sẽ tìm cho mình cái người phù hợp nhất thôi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nói về bản thân mình trước đi anh Thắng. Chia sẻ một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, tài lẻ của mình đi anh. Điểm mạnh của em thì chắc là tính tình rất là hiền lành và cũng chăm chỉ trong 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 cả việc học hành lẫn cả việc làm việc. Điểm mạnh nữa là cũng cũng khá là cầu tiến trong trong cuộc sống. Thế còn điểm yếu của em thì em cảm thấy là em hơi hơi nhút nhát và thiếu quyết đoán. Trước giờ thì tình trường mình như thế nào và mình trải qua mấy mối tình hả? Tình trường thì nó chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ấy thì tức là dưới 1 năm thì cũng khoảng 2 đến 3 mối tình, nhưng mà nó cũng không phải là quá dài. Vậy thì cái lý do vì sao mà mình lại chia tay? Em nghĩ là hai bên có thể là em thì em nhận là lỗi do em, bởi vì là em cũng không quá nhiệt tình lắm trong các mối quan hệ đấy và cũng quan tâm có thể là không đủ, thế nên là phía các bạn nữ sẽ cảm thấy là không chắc chắn về mối quan hệ đấy và các bạn ấy muốn là tìm những mối quan hệ khác nó rõ ràng hơn và nó đi đến cái mục đích mà các bạn để mong muốn nhiều hơn. Là bao lâu rồi mình không quen ai? Hơn 2 năm ạ. Ồ, 2 năm hả? Thấy mình ngoại hình cũng ok, công việc cũng ok nè, rồi là trong công ty không ai phù hợp hay sao? Cũng có đấy chị ạ, nhưng mà nó kiểu ở công ty thì em cũng không muốn nó ảnh hưởng đến cái việc công việc ấy này. Là em cũng khá là joy giữa việc là công việc và tình cảm. Thế còn này ở ngoài thì chắc là em thì em vẫn hơi thiên về cái việc là sẽ có một nhân duyên nào đấy hoặc là một cái xuất phát điểm nào đấy để dẫn đến tình cảm nó tự nhiên nó phát sinh, hơn là mình cứ phải chủ động. Tại vì em cũng như em đã nói, em là người nhút nhát và cũng không chủ động lắm trong việc là tìm kiếm cơ hội tình cảm, thế nên là ở đâu đấy thì em cũng cũng chưa có được những cái cơ hội thực sự nó rõ ràng. Mà em cũng muốn chia sẻ luôn là cái cơ hội mà để em kết nối với cả phía bên chương trình ấy là do một người 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 bạn của em đăng ký đấy, nhưng mà em không biết. Thế xong rồi là em cũng, nhưng mà tại vì là bạn ấy cũng đăng ký, em thứ nhất là tôn trọng bạn ấy, thứ hai là tôn trọng cả chương trình nữa, nên là em cũng nhận lời phỏng vấn. Nhưng mà bản thân mình là cũng có nhu cầu thật sự mà đúng không? Vâng, tất nhiên là điểm tuổi thì cũng phải là Rồi ok, vậy thì em bây giờ cũng mình chia cho mình cơ hội. à, bây giờ mình chia sẻ về cái hình mẫu mình mong muốn luôn đi em. Về ngoại hình, tính cách, tuổi tác nè,
công việc, vùng miền, tất cả những cái tiêu chí mình mong muốn ha. Dạ vâng. Về mặt chỗ ở trước là chỗ gọi là địa điểm đi, thì là em cũng muốn những bàn mà có khoảng cách là ở gần 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 hơn của em, một là ở Hà Nội, hai là ở Nghệ An chẳng hạn. Bởi vì là em cũng không, tại vì em cũng không phải là một người quá nhiệt tình, cho nên nếu mà khoảng cách quá xa thì em nghĩ là sẽ khó. Tất nhiên nó là một cái prefer của em thôi, còn là nó là chuyện mà còn các nhiều yếu tố khác nữa chẳng hạn. Rồi đấy, ví dụ như bạn gái mà quê Nghệ An mà đang làm việc ở Sài Gòn thì được không? Cũng thì em đang xếp xếp thứ tự ưu tiên là Hà Nội và Nghệ An trước, tức là sống và làm việc tại Nghệ An và Hà Nội trước, hoặc là Nghệ An hoặc là Hà Nội trước. Còn tất cả những option khác thì dù bất kỳ nữa ở đâu trên trên Việt Nam đều đều cũng là ok, chứ em không loại trừ, em sẽ không có cái trường hợp nào là không chấp nhận cả. Rồi ok. Ngoại hình thì là cũng không cần phải quá đặc biệt, em không quan quan trọng lắm đến ngoại hình, mà em quan trọng đến tính cách là hiền lành. Và cũng không phải là hiền lành có nghĩa là không được phép cá tính, nhưng mà ý là kiểu nó phải là chân thật và là người thực tế là được. Rồi, còn tuổi tác cô này thì như thế nào? Từ trên tuổi em 2 tuổi đổ xuống, tức là có thể hơn tuổi em nhưng chắc là khoảng 2 tuổi. Còn nếu mà là ở ở cái ngưỡng dưới ấy, thì em nghĩ là khoảng tầm từ 96 đổ lại. Tại vì là em vẫn quen các bạn trẻ quá, nó sẽ có khoảng cách về thế hệ. Rồi, mình có yêu cầu gì đặc biệt ở cô gái này nữa không? Không, em hết rồi. Rồi, à, mình có tài lẻ hay năng khiếu gì không anh Thắng? Tài lẻ thì em hát cũng tốt, hát cũng hay, chỉ là hát từ hát từ nghe thôi. Rồi ok, vậy thì mình hát thử một đoạn ngắn đi. Ôi thôi. Trời ơi, sao thôi, trời, mình hát hay mà tự nhưng tin mà lên có gì đâu. Em đang ở trong cái phòng làm việc mà nó cũng là open. À vậy hả, rồi ok. Nếu mà mình được chọn vào vòng 2 á, chuẩn bị một cái ca khúc gì đó để hát tặng bạn gái ha. Vâng. Dạ rồi, hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Sau đó là sẽ có một cái buổi để mình làm việc thêm với biên tập nữa, cũng như là để tìm ra cái cô gái mà phù hợp nhất với mình ha. Dạ vâng. Dạ rồi ok, cảm ơn anh Thắng. Mình cắt xong rồi anh. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Chào chị. Dạ rồi, em chào anh ạ. Dạ, chào các anh chị.